Mà đất cho tôi 25 mét phải 7 mét tiền mà chưa nộp biên bản giám đoạn cắt đất cho tôi. Tất cả hôm nay chưa nộp biên bản mà dám cắt đất nhà tôi. Chưa nộp biên bản dám cắt đất nhà tôi để xem 25 mét phải 7 mét đường thôi, đó đủ nhà tôi còn thừa đâu cắt. 25 mét phải 7. Định cướp đất à hả? Bây giờ mặt tiền chưa đâu mà cứ chưa nói tôi mà dám cắt đất của tôi à? 25 mét phải 7 của tôi đưa đủ giá nhà tôi, thích đất cắt đâu cắt. Tôi có sổ chứ không phải tôi không có sổ mà đến ăn cướp à. Đây là tôi được chia sẻ lên cộng đồng mạng. Chia sẻ lên cộng đồng mạng. Đất cho tôi có sổ Hà Nội mà dám về cưỡng chế à? Nhà nước cấp dân bằng cả nhà nước. Mà chưa cần đưa nó đẻ ra cắt đất cho tôi à hả? Các anh các chị làm ăn thế à? Có quyền có thể làm ăn như thế à hả? Đất đất khô mặt đường tôi đủ tôi giảm mặt tiền có thích cắt đâu cắt. Thực hiện cái gì? Không bỏ đất tôi thực hiện cái gì? Vớ vẩn ở đâu ấy? Đi ra tao làm một cắt à? Vớ vẩn đất cho tôi 25 mét phải 7 phải tôi đủ giá cho tôi thích cắt đâu cắt. Chiều ngang đưa đủ giá thôi, cắt đầu cắt. Đất người ta không đưa tự nhiên mà cắt đất người ta được à? Bây giờ cô nói con như này, cô nói tất cả các con như thế này. Bây giờ đo đất đủ giá nhà bên này. Đủ giá nhà không thừa cắt, không ai hiểu gì. Còn đất em chưa đủ chưa là không quyền mà cắt. Cứ giờ nó đủ đất cả tôi. Đất người ta có sổ không phải không phải không có sổ nhá. Vớ vẩn, tôi không phạm vào nhà nước. Nếu phạm vào nhà nước thì nhà cứ chế được. Bây giờ ai làm việc cái này em? Chị làm việc hay là ai làm việc? Không. Bây giờ chị cắt đất em, chị có rồi.